Hôm nay mình có món tôm cho rùa và các chú ấy rất thích ăn tôm tôm Gì tươi. đấy? Nào các con lại đây, các con lại đây. What? Nào, cố rắn nào. Đâu rồi? Mười. Thường không bao giờ bơi như này nhưng mà vì hôm nay có đồ tươi sống như này. Cho ăn. Cô bình rán thường chứ. Rất là, bình thường rất khoảnh ăn nhưng mà hôm nay là mình. Cô rán nó không ăn này. Mình không phục ăn vụ nó kiểu không này. Ăn được. Chết đói. Camamus đúng rồi. Đây con camamus nè. Camamus. Đấy. Con này con Razo nè. Đúng không? Razo à? Đúng rồi. Thằng con này con gì? Con cổ rắn. Thế con này? Con gì? Con tay đỏ nhá. Con tay đỏ. Con tay đỏ. Con trong trong này con gì đây? Con gì đấy? Florida Popping. Đúng rồi. Đậu hơi am hiểu về rùa đấy nhá. Đậu làm con rùa đi. Đậu tả con rùa đi. Đậu biến thành con rùa đi. Em như nào là xem có giống con rùa không ạ?